Những hình ảnh vô cùng xúc động trước giờ khâm liệm anh Mikae Nguyễn Văn Tâm. Hình ảnh người vợ trẻ đang gào khóc vô cùng thảm thiết bên thi hài của anh đã làm cho không khí trong phòng tang càng thêm xúc động, càng thêm đau thương. Bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em hai bên nội ngoại, ai cũng ngập tràn trong nước mắt, ai cũng ngập tràn trong đau thương. Vì họ thương nhớ anh, những đứa con của anh đang gào khóc gọi tên bố, nghe mà đau thương quá mọi người ơi. Nhưng dù cho mọi người có gào khóc thảm thiết đến đâu, mọi người có gọi tên anh biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn nằm im bất động, anh không thể trả lời, anh cũng chẳng thể làm gì được nữa, vì anh đã mãi mãi ra đi. Người vợ trẻ đau lòng vì mất người bạn đời, người đã chung sống với chị và các con của chị bao năm tháng qua. Thế là từ nay chị đã mãi mãi mất đi người đã từng yêu thương chở che cho chị và các con. Thế là từ nay chị mãi mãi mất đi một chỗ dựa vững chắc. Thế là từ nay các con không còn được nhìn thấy bố nữa. Các con cũng chẳng còn được bố yêu thương và chiều chuộng nữa. Ôi thật là đau lòng, thật là xót xa trước cảnh chia ly từ biệt tang thương này. Mỗi khi phải chứng kiến cảnh cả nhà ai cũng đẫm đìa trong nước mắt, ai cũng gào khóc vô cùng thảm thiết, mới thấy thân phận con người của chúng ta sao mà mong manh quá. Mới đó anh còn rất khỏe mạnh, mới đó anh vẫn còn đi lại, cười nói. Mới đó, mọi người vẫn còn thấy anh, vậy mà chỉ qua một biến cố thôi, anh đã nằm im bất động trong cỗ quan tài lạnh lẽo một mình. Là một người phụ nữ, khi đi xây dựng gia đình, ai cũng mong muốn mình lấy được một người chồng mạnh khỏe, hiền lành, đạo đức, chịu khó làm ăn, kiếm tìm kinh tế để xây dựng gia đình và nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ai cũng ước mơ, ai cũng mong muốn có được một mái ấm gia đình, có đầy đủ vợ chồng, con cái. Nguyện xin cho gia đình của mình luôn được yên vui, hạnh phúc. Thế nhưng, những ước mơ, những mong muốn tưởng chừng như quá bình dị đó lại không đến với chị và các con của chị. Bao năm vợ chồng làm ăn vất vả, vun đắp cho gia đình, đến lúc các con đã khôn lớn, kinh tế cũng dần ổn định, thì anh lại bỏ gia đình, anh bỏ vợ con, anh bỏ tất cả mọi người mà anh đi. Anh đi đến một nơi xa vắng quá anh ơi, nơi đó lạnh lẽo lắm anh ơi, nơi đó chỉ có một mình anh mà thôi. Anh mất rồi, em gánh hết nỗi đau, còn chi nữa mà mong ngày gặp lại. Duyên đang thắm sao nỡ rời xa mãi, kẻ âm dương nay đã trái nghịch đường. Anh mất rồi, em vò võ thương nhớ, lá đang xanh sao vô thường lại thổi. Đành cướp mất người chồng chung chăn gối, để cô đơn nên muôn lối cuộc đời, lơi khuê phòng nước mắt bẽ bàng rơi. Anh ra đi khi tuổi đời rất trẻ, vành tang trắng em âu sầu lặng lẽ, tiễn đưa anh trên đất mẹ quê nhà. Chết nặng người tin anh đã rời xa, ta là sự sống lại và là sự sống trong niềm tin vào Chúa Kitô tử lạn và phục sinh. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Anh Mikae Nguyễn Văn Tâm sinh ngày 15 tháng 12 năm 1984, quê quán khối phố 9, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh. Anh đã được Chúa gọi về vào lúc 10 giờ 15 phút
ngày 25 tháng 4 năm 2023, tức ngày 6 tháng 3 năm Quý Mão, anh hưởng dương 40 tuổi. Xin quý cộng đoàn hãy cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Mikae. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Mikae được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng nhân từ, nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, xin Chúa hãy tha thứ mọi lỗi lầm. Xin Chúa sớm mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn Mikae về nước Chúa hằng sống muôn đời. Kênh Công giáo Thái Bình xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, xin được gửi tới gia đình lời thành kính phân ưu, lời chia buồn sâu sắc nhất. Người đi chẳng nói một lời, bỏ em ở lại đơn côi chốn này, xót xa thân liễu yếu gầy, bờ vai em dựa từ nay chẳng còn. Xa anh lòng dạ héo hon, ấm dương cách biệt mỏi mòn nhớ nhung, từ nay xa cách muôn trùng, chẳng còn đâu nữa ngày cùng sánh đôi. Anh đi con hóa mồ côi, em thành quả phụ lẻ loi một mình, lấy ai chia sẻ tâm tình, tìm đâu để thấy bóng hình người xưa.